kính chào quý vị khán giả đến với chương trình điểm tin giá vàng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 11 của kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị thì đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng là 1.460 đô la Mỹ một ounce, có nghĩa là tăng 6 đô la Mỹ so với phiên giao dịch ngày hôm qua và giá vàng ngày hôm nay cao hơn 13,3% có nghĩa là tương đương 171 đô la Mỹ một ao so với đầu năm 2019. Và vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng thì có giá là 40,3 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1,1 triệu đồng so với vàng trong nước. Giá vàng thế giới thì chịu áp lực lớn và nằm ở đáy 2 tuần do là giới đầu tư thì lạc quan hơn về thỏa thuận thương mại Mỹ Trung và trong khi đó thì nền kinh tế có vẻ là có nhiều điểm sáng. Hiện tại thì giới đầu tư đang chờ đợi cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2019, dự kiến là diễn ra vào khoảng ngày mùng 10 tới ngày 11 tháng 12 tới đây. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam thì giá vàng SJC đồng loạt tăng ở mức là 30.000 đồng một lượng ở cả hai chiều là mua vào và bán ra và cụ thể thì được niêm yết ở mức giá như sau. SJC Hà Nội giá mua vào là 41,2 triệu đồng một lượng còn giá bán ra là 41,45 triệu đồng một lượng. Tương tự như vậy với SJC Đà Nẵng, giá mua vào cũng là 41,2 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 41,45 triệu đồng một lượng. Đối với SJC Nha Trang thì có tranh lệch một chút, giá mua vào là 41,19 triệu đồng một lượng, còn giá bán ra là 41,45 triệu đồng một lượng. Với SJC Cà Mau thì giá mua vào là 41,2 triệu đồng một lượng, còn giá bán ra là 41,45 triệu đồng một lượng. SJC Bình Phước mua vào 41,17 triệu đồng một lượng, và giá bán ra thì nhỉnh hơn là 41,46 triệu đồng một lượng. Đối với SCC Huế thì giá mua vào là 41,18 triệu đồng một lượng còn đối với giá bán ra là 41,45 triệu đồng một lượng. Đối với SCC Biên Hòa thì giá là 41,2 triệu đồng một lượng khi mua vào còn đối với giá bán ra là 41,43 triệu đồng một lượng khi mà bán ra. Còn đối với SCC miền Tây thì giá mua vào là 41,2 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 41,43 triệu đồng một lượng. Đối với SCC Quảng Ngãi cũng tương tự là 41,2 triệu đồng một lượng khi mà mua vào còn bán ra thì là 41,43 triệu đồng một lượng. Đối với SCC Đà Lạt thì giá mua vào là 41,22 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 41,48 triệu đồng một lượng. Và cuối cùng đối với SCC Long Xuyên thì giá cũng ổn định ở mức mua vào là 41,2 triệu đồng một lượng, còn giá bán ra là 41,43 triệu đồng một lượng xin được chuyển sang những giá vàng ở những nơi khác. Vâng không nằm ngoài xu thế tăng giá vàng của thế giới thì vàng SCC nhận bốn số 9 hay là vàng nữ trang các loại thì cũng đang đồng loạt tăng nhẹ tại thành phố Hồ Chí Minh và cụ thể là như sau. Như SCC thành phố Hồ Chí Minh thì giá mua vào là 41,2 triệu đồng một lượng, còn giá bán ra là 41,43 triệu đồng một lượng. Đối với nhẫn 999 uh, 1C là giá mua vào là 41,15 triệu đồng một lượng còn giá bán ra là 41,58 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nữ trang 4 số 9, giá mua vào là 40,63 triệu đồng một lượng còn đối với giá bán ra là 41,43 triệu đồng một lượng. Còn đối với vàng nữ trang 24K, giá mua vào là 40,02 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 41,20 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nữ trang 18K thì giá nhẹ hơn là 29,826 triệu đồng một lượng, còn đối với giá bán ra là 31,226 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nữ trang 14K thì giá mua vào là 22,906 triệu đồng một lượng, còn giá bán ra là 24,306 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nữ trang 10K thì giá mua vào là 16,028 triệu đồng một lượng, còn đối với giá bán ra là 17,428 triệu đồng một lượng. Còn tại một số ngân hàng lớn như là Exim Bank, SCB thì đang được điều chỉnh. Ngân hàng ACB và Sacombank thì lại có sự điều chỉnh ngược lại, có nghĩa là tăng giá nhẹ và cụ thể sẽ là như sau. Đối với giá vàng SCC của ngân hàng Exim Bank thì giá mua vào là 41,23 triệu đồng một lượng, còn đối với giá bán ra là 41,38 triệu đồng một lượng. Đối với ngân hàng ACB thì giá vàng SCC khi mua vào sẽ là 41,25 triệu đồng một lượng, còn đối với giá bán ra là 41,4 triệu đồng một lượng. Tại Sacombank thì giá vàng SCC là 41,17 triệu đồng một lượng, còn giá bán ra là 41,440 triệu đồng một lượng. Và cuối cùng là SCB, khi mà giá vàng SCC mua vào sẽ ở mức giá là 41,15 triệu đồng một lượng, còn giá bán ra là 41,35 triệu đồng một lượng. Tại các tổ chức lớn, giá vàng đầu giá sáng nay thì cũng có sự biến động trái chiều có tổ chức điều chỉnh tăng giá, còn có tổ chức thì chưa điều chỉnh để chờ những tín hiệu khả quan hơn từ thị trường vàng thế giới và cụ thể thì điều chỉnh như sau. Thứ nhất là giá vàng SCC tại tổ chức Doji thành phố Hồ Chí Minh khi mua vào là 41,24 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 41,37 triệu đồng một lượng. Doji Hà Nội thì giá mua vào là 41,24 triệu đồng một lượng, còn giá bán ra thì nhỉnh hơn là 41,37 triệu đồng một lượng. PNG Hồ Chí Minh khi mua vàng SJC mua vào thì sẽ có giá là 41,21 triệu đồng một lượng, còn khi bán ra là 41,42 triệu đồng một lượng. Đối với PNG Hà Nội thì giá khi mua vào là 41,21 triệu đồng một lượng, giá bán ra cũng là 41,42 triệu đồng một lượng. Phú quý SJC giá mua vào là 41,23 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 41,38 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu thì giá vàng khi mua vào là 41,24 triệu đồng một lượng, giá bán ra ổn định ở mức 41,37 triệu đồng một lượng. Và cuối cùng là Mi Hồng với giá mua vào là 41,25 triệu đồng một lượng còn giá bán ra là 41,38 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về giá vàng trong nước ngày hôm nay thì cũng đã khép lại chương trình điểm tin giá vàng ngày 27 tháng 11 của kênh thông tin Invest TV. Ờ, nếu như quý vị và các bạn có thông tin gì cần chúng tôi tư vấn thì sẽ liên hệ theo số điện thoại hotline của chương trình là 0823465555 hoặc là địa chỉ email ban biên tập acominvest.com.vn